nhân dịp năm mới thì tôi xin thay mặt công ty Đất Xanh Miền Trung xin gửi lời cảm ơn, xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý đến toàn thể quý vị và chúc chúng ta có một buổi tối ấm áp. Xin cảm ơn.